Trung Kiên Audio xin chào các bác và anh em. Trung Kiên Audio lại tiếp tục lên bán giá thanh lý cho anh em một cái chiếc đầu cục dàn của hãng Aiwa. Cái đầu cục dàn này thì em chỉ xin phép bán với các cái chức năng, đó là chức năng chơi đài FM. Đây, FM của Aiwa sẽ là full 108. Đây các bác nhá. Đấy. FM là full 108. Rồi, và chức năng 2 là chức năng chơi điện thoại máy tính có cổng 3.5, có cổng AUX. Đây. AUX các bác nhá. Đấy. Còn các chức năng về đĩa thì em xin phép bỏ qua, không test. Đấy, đĩa các thứ bỏ qua nhá. Ba khay MD, ba khay CD các thứ bỏ qua luôn. Đấy, chỉ bán với các chức năng như vậy thôi để các bác chơi về ghép loa. Cái cục dàn này thì hình thức của nó còn tương đối đẹp. Đây, em qua hình thức đây. Cái chiếc loa bên cạnh này em không bán thôi em nhá. Cái loa bên cạnh để em test cục dàn thôi. Đây là phía sau. Con này Made in Japan. Công suất tiêu thụ điện là 65W, con này khá là khỏe đấy anh em nhé. Có cổng sút điện này, có cổng bắt đây điện thoại máy tính anh em cắm lên này, đài các bác cắm đoạn dây điện đây các bác thu sóng đài nhé, có quạt gió các thứ đầy đủ đó. Rồi xin lỗi các bác em có điện thoại tí, tôi bảo tí nữa mình nghe sau. Rồi ok, test nốt thôi các bác. Con này có chỉnh 3 chiếc ở trên mặt máy luôn. Đây thao tác chỉnh như sau, anh em bấm nút rang mode này cho em, rang mode T bát, anh em vặn xoay tăng giảm ở đây. Đấy. Ấn tiếp là ra B. B tức là check. Đấy, B tức là check nhá, tăng giảm. Đấy, có chức năng chỉnh bass check ở và chức năng equalizer luôn. Rock này. Rock pop thứ ra này. Em thích nghe rock em để rock cho nó lên bass check đều hơn. Ấn enter. Đấy, thế anh em nhá. Đấy, các cái chức năng của cục dàn là như vậy và tiếng con này rất là hay luôn anh em nhá. Anh em cứ thử cái loa Kenwood tiếng nghe cực kỳ hay luôn. Rất cao sáng luôn. Thanh thoáng đông sông lòng tỏ xí đồng. Rồi, cùng này thì có thể kéo, công suất rất là khỏe, kéo được những loa dàn chung luôn anh em nhé. Đấy. Và với giá bán cùng này em để các bác giá là 500.000 đồng. Em miễn phí giao hàng cho các đơn chuyển đủ. Còn các bác có thể mua chuyển cọc vẫn được. Các bác mua chuyển cọc, các bác cọc trước cho em là 200.000. Với các đơn chuyển cọc thì các bác giải tiền phí giao hàng với nhân viên bưu điện giúp em. Các bác lưu ý đi cùng này chạy điện 100V cho nên các bác phải chơi qua đổi nguồn nhé. Nếu anh em chưa có đủ nguồn anh em mua thêm đủ nguồn giúp em. Còn nếu có rồi thì thôi. Đấy, giá báo chưa kèm phụ kiện. Đấy, bác nào chốt cùng này thì nhắn tin cho Trung Kiên Audio qua số Zalo 0975 575 262. Chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo của Trung Kiên Audio.